Thưa quý vị, nằm trên đường Hoàng Lam, phường 5, thành phố Bến Tre, tiệm may áo dài Minh Hiền, một trong rất nhiều tiệm may ở Bến Tre, được nhiều người biết đến như là chốn hoài niệm về những tiệm may thủ công xưa, là một trong những địa chỉ đã cho ra đời những chiếc áo dài duyên dáng, mang đậm nét văn hóa truyền thống thời trang đất Việt. Sau đây, mời quý vị cùng đến thăm địa chỉ này và chủ nhân của hiệu may áo dài Minh Hiền, được nhiều người biết đến trong nhiều năm qua. Vốn có công việc ổn định, nhưng chị Trần Thị Minh Hiền lại có niềm đam mê rất lớn với nghề may. Năm 1994, chị quyết định theo đuổi niềm đam mê của bản thân. Ban đầu chị thử sức với các loại đồ kiểu, rồi dần chuyển sang gắn bó với chiếc áo dài đến ngày hôm nay như một cơ duyên. Lúc nhỏ tôi đi ngoài đường, tôi thấy mọi người mặc áo dài, tôi thích dữ lắm, mà tôi nung nấu ở trong lòng, nói với lòng là lớn lên sẽ làm nghề may áo dài. Nhưng mà do điều kiện gia đình khó khăn nên tôi phải đi làm. Tôi đi làm thì tôi lấy tiền đó tôi đi học may. Tôi xin nghỉ làm. Thì tôi ra tiệm may năm 94. Nằm trên đường Hoàng Lam, phường 5, thành phố Bến Tre, nhà may Minh Hiền gần 30 năm qua không khi nào ngớt khách và đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ ở Bến Tre. Mặc đẹp nên nhiều người đã giới thiệu cho người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Vì vậy mà khách hàng tìm đến chị Minh Hiền ngày càng đông, đa dạng về thành phần. Nhưng chung quy lại đều có chung mục đích là họ tìm đến đây với mong muốn được sở hữu một chiếc áo dài phù hợp với vóc dáng của mình. Tôi thì may áo dài từ hôm lúc mà học cấp 3 tới bây giờ là đã may chỗ chị Hiền rồi, cho đến thời điểm này là đi làm được khoảng 10 năm thì cũng gắn bó với chỗ nhà may Minh Hiền. Tất cả những các áo dài là đồng phục cơ quan hay là tự sắm cho bản thân thì cũng may ở đây. Là giáo viên cho nên cái nhu cầu áo dài thì tôi sử dụng rất là nhiều. Chính vì vậy mà Minh Hiền luôn giới thiệu cho tôi những mẫu mới, những mẫu thiết kế sao cho phù hợp. Và những cái áo dài mà em may cho tôi khi tôi lên lớp tôi rất là tự tin. Bởi vì bản thân em là rất là khó trong cái vấn đề là ăn mặc phải sao cho thật đẹp, thật chỉnh chu trước học sinh. Vì vậy cho nên có nhiều khi những cái áo tôi thấy được rồi nhưng Minh Hiền không chịu và phải sửa cho tới lúc nào mà cảm thấy là tôi mặc mọi người khen rất là đẹp. Theo chị Minh Hiền, để may áo dài đẹp, thợ may phải khéo léo tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, thể hiện được phong cách riêng, các sản phẩm phải tôn vinh được vẻ đẹp của người mặc. Theo công thức thì mỗi cái dáng người là có công thức khác nhau nên mình phải nhìn dáng. Là có khi khách người ta mặc đầm nó lùm xùm dữ lắm, mình không có thấy được. Là như mình phải cố gắng là mình nhìn xem là dáng của người ta như thế nào, có khòm hay là ểnh, để mình trừ mình cộng ở trong chiếc áo dài. Thì chiếc áo dài nó hơi khó một chút xíu, là phải kỹ lưỡng một chút nó mới đẹp, tùy thuộc vào dáng của mỗi người. Với chị Minh Hiền, nghề may là phải luôn học hỏi. Vì thị hiếu của khách hàng mỗi thời điểm mỗi khác nhau nên phải bắt kịp xu hướng. Để nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng, bằng kinh nghiệm của mình, chị Minh Hiền đã thiết kế các kiểu áo dài truyền thống, đồng thời thường xuyên nghiên cứu, cập nhật nhanh kiểu dáng, họa tiết áo dài đang thịnh hành, đặt thợ làm phụ kiện, kết cườm, đi kèm áo dài hoặc thêu áo theo yêu cầu của khách hàng. Muốn áo dài cho đẹp là phải khâu đầu tiên là phải chọn vải phù hợp với làn da của khách, chiều cao của khách cũng phụ thuộc nữa. Nếu mà lùn quá mà mặt tối quá cũng không được. Lúc mà mình đo thì mình phải nhìn kỹ là dây khách hàng có dây ngang không hay là dây xuôi để mình ghi vào, và mình sẽ làm theo cái công thức của dây ngang, dây xuôi và dây bình thường. Mình chăm chút từng nét của khách nên mình cố gắng đặt hết cái tâm trí của mình vào trong cái chiếc áo dài mà mình làm, để cho khách được một chiếc áo dài thiệt là tuyệt đẹp. Từ đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo và tỉ mỉ của người thợ, áo dài không chỉ là mảnh vải khoác lên người, là sản phẩm thời trang, mà còn là niềm tự hào và đầy duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.
Áo dài ngày nay đang trở nên gần gũi và là trang phục thân quen với phụ nữ Việt Nam. Dẫu cho cuộc sống có nhiều đổi thay, áo dài theo thời gian cũng có nhiều biến thể. Tuy nhiên, áo dài vẫn là trang phục truyền thống và là niềm tự hào của dân tộc Việt mà không trang phục nào có thể thay thế được.